Lượm rác bỏ vô thau nhỏ. Bỏ thôi, đừng có đừng ăn nha. Đó, đừng hụt đi, nên ăn được thế. Ăn được mà. Ăn được. Ồ, con như đang học hát ta hình vậy. Xấu mà. Học giả nữa. Xấu quá. Con đang học giả. Đây, cái này học dương hơn. Dương giả nè. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ lấy cà phê. Mình đi pha cà phê. Mình lượm hột đen, hột xấu đi nha mọi người. Mình lượm hột cà phê để đi xay. Xay lấy cà phê uống cho. Xay là cà phê này. Đâu hột cà phê cho kính cho bó chờ bớt lượm. Ấu như mình nè. Đây nè. Đây có mấy hột đây là lát nè. Còn mấy hột đây mình lượm bỏ nè. Bớt hộp sao à, bớt ăn nữa hả? Bớt ăn không biết nữa. Sao như mấy cái này mình bỏ rồi lấy bớt được lấy rồi để giỏ được. Bớt lượm hạt hạt cà phê. Có hộp sáu là hết rồi. Đây là hộp sáu nè. Đây là hộp sáu nè. Đường đi. Hộp sáu nè. Ông đây là hộp đường. Hộp sáu. Hộp đường. Hộp sáu. Xin mời. Hộp sáu. Tính nhé thằng. Đúng. Ăn nữa không bớt, ăn nữa không, ăn nữa không, ăn nữa không. Bớt ăn kìa. Ủa, xong cô bán hồng của con vậy? Chấm ơi. Chấm à. Ừ, con cũng lịnh ha. Chỗ này lịnh đi. Đây, này đó. Dạ, đó bớt. Bớt ơi, tìm xin đi bớt. Con kìa. Để nào mà. Thở mũ. Mệt quá. Trời ơi. Ê, cái miếng xà lan nằm kìa. Sướng lắm kìa. Cái chỗ này bọt phén nữa không? Ngăn lại vậy nè. Ừ, ngăn lại vậy nè. Yêu ôm kìa. Xem ơi. Yêu dành vậy. Ngăn ôm luôn. Ngủ cái giáp rồi đó. Mệt rồi đó. Ngủ đi. Bớt. Bớt danh bề hoại đâu. Ai? Nói gì vậy? Bớt làm quen á. À, chạy chạy á. Bớt tập thể dục kìa. Bớt tập thể dục kìa. Cái này tập thể dục gì á. Ôm nữa rồi, dành nữa. Dạ, dành mà ngồi rồi. Dành vải bước cho con gà. Giờ sao đi tê? Hả? Anh không mà tiêu lên. Lên bác chí, bác chí. Nhột lại bác chí đó.
Mình phải yêu thương nó là phải yêu thương là phải đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.